Vâng, xin chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng vang cơ mới. Đấy. Nói chung là trên thị trường người ta đã bán rất là lâu rồi, nhưng bên em thì mới nhập cái dòng này về. Tại vì thấy là giá thành của nó cũng rẻ mà chất lượng thì rất là ok. Đây là con vang cơ Zia nhá. Model là FX999S. Lúc đầu em cứ tưởng là 419, hóa ra là 3 con 9, 999S Bluetooth. Như mọi người nhìn có Bluetooth, có nghĩa là con này đây, mặt trước này có cả USB này, Bluetooth này, cổng quang này. Đấy. Thì nói chung là cái đấy thì tí nữa em sẽ vào chi tiết sau. Đầu tiên thì chúng ta đi giới thiệu nó nhé. Rồi, đây là cái vỏ hộp của nó này, dán nguyên bản như thế này. Mọi người nhìn này, đây là sản phẩm sản xuất tại Hải Phòng. Mọi người lưu ý nhé, nhà phân phối và sản xuất công ty cổ phần thương mại Antech. Antech này là có địa chỉ ở Hải Phòng. Đây là sản phẩm của Việt Nam 100%, mọi người lưu ý nhé, không phải là sản xuất ở Trung Quốc nữa, mà là sản xuất ở Việt Nam. Và ở đây thì bên em bán cho mọi người con này, cam kết với mọi người là hàng chính hãng 100% nhé. Nếu mọi người phát hiện ra hàng nhái, bên em sẽ đền cho mọi người 5 lần tiền luôn. Đấy. Và đây, mọi người cứ qua, nếu mà phát hiện hàng nhái ấy, thì bên em bán hàng sẽ có tem, sẽ có tem dán ở các con ốc. Phát hiện hàng nhái, nếu có tem và có thẻ bảo hành này, thì mọi người cứ qua đây lấy tiền. Đấy. Địa chỉ của shop em này, shop HD này, 691 ngõ số 8 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Được chưa? Đây là quay. Thì cái sản phẩm này bán ra, bên em có tặng kèm cho mọi người là một cặp Canon da Canon. Nếu mọi người dùng cục đẩy, còn nếu mà dùng âm ly thì bên em sẽ tặng kèm cho mọi người là một cặp Canon da AV. Cái đấy thì khi mà mua hàng thì mọi người phải báo cho em là dùng âm ly hay là dùng cục đẩy nhé. Tặng một trong hai chứ em không tặng hai nhá. Đấy, tặng một trong hai. Thứ hai, tiếp theo nữa là tặng cho mọi người một rắc để cho mọi người cắm súp ở đây này. Đấy, cắm vào đây. Đấy. Hơi chặt một chút. Thì cái con này súp các con vàng ấy, nó đều thiết kế ra là chỉ có một rắc súp thôi. Đấy. Thì khi mà chúng ta kết nối với súp điện ấy, súp điện thường nó có hai cổng, cổng trắng với cổng đỏ, đúng không? Thì mọi người cắm xem cổng trắng được, đỏ được, một cổng thôi. Này hơi chặt một chút. Ngoài ra thì con này nó có cả cổng quang này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, để dùng cho Smart TV và cổng Bluetooth. Thì bên em sẽ tặng cho mọi người một cái dây quang ly tông. Đấy, dây quang rất là chất lượng, được chưa? Đây là thương hiệu của USA. Nhưng con này thì cái dây này thì em nghĩ nó cũng là sản xuất ở Trung Quốc thôi. Nhưng nó là hàng hãng, hàng xịn sò. Đấy, dây bọc dù rất là chắc chắn. Nó sẽ không giống với những cái hàng chợ đâu. Dây rất xịn đấy ạ. Dây này có loại 1,5m và 2m. Mọi người cần 2m thì báo em, hoặc là 1,5m thì báo em, bên em sẽ tặng cho mọi người. Đây, bây giờ chúng ta đi sâu vào con vang. Em để xuống đây cho nó dễ nhìn nhé. Đây cái tem của Antech này. Đấy, chúng ta có thể là quét mã QR. Đây là tem xác thực này. Thì chỗ này nó cào ấy, mã bạc này. Đấy, nó cũng như là chúng ta là cào sổ số vậy. Thì soạn cái tin nhắn như này. Và lấy cái mã số này gửi cái số 8137 để xác thực hàng thật hay là hàng nhái. Được chưa? Đây là cái ruột gan của nó. Thì em cũng vừa tháo ra đấy, cho nó nhanh chứ chẳng có ai ngồi mà xem em xoay ốc đúng không. Ruột gan của con này thì nó có sử dụng một cái nguồn ra là 17,5V đấy, và được bọc sắt chống nhiễu. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, ở đây là mấy con xanh xanh này. Đây là tụ đai U của Hàn Quốc nhá. Đấy. Cái một cái thiết bị điện tử ấy, nó hoạt động được ổn định, nó hay không thì đầu tiên nó là phải nguồn nó phải tốt. Đấy, lọc nó phải xịn.
những cái con này nó là hàng xịn này, nên là chúng ta dùng sẽ rất là yên tâm. Ở đây thì mọi người nhìn thấy không, các cái linh kiện chả đều là hàng cắm nhé. Thì ví dụ như con neck 9 ấy, thì shop em có bán rất là nhiều dòng vàng chính hãng, neck 8, neck 9 hoặc là DB Agotic vân vân. Thì là những cái con neck đấy nó sử dụng là cái linh kiện dán, thì mỗi loại nó có một cái ưu điểm khác nhau. Linh kiện dán thì nó công nghệ nó cao hơn, nhưng mà cái đấy thì chúng ta sửa sẽ rất là vất vả, rất là khó sửa. Còn con này là linh kiện cắm, thì linh kiện cắm yêu cầu công nghệ nó không cao như bọn kia. Ở đây thì có sử dụng hai cái chip vàng rất là to, TM 2012NG. Đấy. Con này vang nhại rất là hay, mà giá lại rẻ, tại vì là hàng Việt Nam, mà hàng Việt Nam nên là cái chi phí vận chuyển nó không cao. Đây là mạch chống hú này. Đấy, mạch chống hú này. Mạch ở dưới sẽ ghi chữ AT2003. Đấy, viết tắt của từ Antec. AMP Audio. Đấy, đây là cái ruột gan, mọi người nhìn nhé. Còn cái con này nó chỉnh như thế nào đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn qua một chút. Đấy, rồi sau đó là nếu mà mọi người mua hàng đấy cần hỗ trợ như thế nào thì sẽ gọi điện thoại video nhé, gọi Zalo cho em. Đấy, em sẽ hướng dẫn. Đây là hai cổng mic này, chúng ta có thể là cắm đằng trước, cắm đằng sau. Đấy, đằng sau nó có một cổng nữa, chức năng như nhau, cắm đâu cũng được. Chúng ta nếu mà dùng mic không dây thì cắm đằng sau cho gọn. Các cái vang nhại của con này là cái nhà sản xuất người ta cũng đã căn chỉnh cho chúng ta, phải nói là tầm khoảng 95% này, rất là ổn. Thế nên nếu mà mọi người mà chỉnh nó bị xê dịch đi ấy, chỉnh nó sai số đi, thì tốt nhất là xoáy hết về cho em về mức 12 giờ nhá, để hết thẳng này cho em. Đấy, để chúng ta về cái mặc định ấy. Mặc định của con này tiếng rất là tốt. Đấy, eco mic. Đấy, để hết 12 giờ cho em, nếu mà chúng ta không biết chỉnh giờ chỉnh gì. Còn đây thì delay này, ví dụ như thích vang nhại mà nó dài hay nó ngắn thì chúng ta chỉnh cái delay, repeat lặp lại bao nhiêu. Đấy, thấy không? Còn cái echo này, đây là echo tổng, tăng echo hoặc là giảm echo. Đấy, thì chúng ta chỉnh ở đây. Còn cái cách đấu nối ấy, đấu nối thì ở đây cổng quang cho chúng ta cắm TV Bluetooth để bắt cái điện thoại vào đây cũng được, hoặc là TV, nếu TV đời mới bây giờ nó có Bluetooth ấy, thì mọi người bắt vào đây này. AUX1, AUX2. Con này nó hơi thiếu sót một chút là giá như cái đường AUX2 này nó làm bằng cổng rách, nó làm ra là cổng rách thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như chúng ta ai có live stream, live cò gì ấy, chúng ta cắm vào đây thì sẽ hay hơn. Đấy, hoặc là ra đường hoa sen, ví dụ như ai dùng âm ly ấy, hoặc là dùng hai bộ đấy, một bộ là âm ly, một bộ đẩy đấy, thì chúng ta sẽ kết nối như vậy thì nó sẽ tiện hơn. Đấy, bây giờ thì chẳng có ai mà cắm lắm cái đường AUX như này vậy. Đấy, đây bây giờ nó đã cả có cả cổng quang và Bluetooth rồi, cái này nó làm hơi thừa. Đấy, nhưng mà thôi, chúng ta tôn trọng cái quyết định của nhà sản xuất. Ở đây thì có đường center. Đấy, đường center thì chúng ta nhả ra là tiếng mic sẽ ra ở đây, và bấm vào thì là tiếng nhạc. Đấy, thì khi mà bấm, nếu mà thường thì chúng ta sẽ không dùng cái này đâu. Bấm vào đi, mọi người cứ bấm vào cho em để cho cái đèn LED ở đây nó sẽ nháy. Nó sẽ nháy cái cổng center. Đây là cổng súp. Súp, nếu mà súp điện thì mọi người cứ để hết 12 giờ cho em. Đấy, và cắm cái này ra. Còn nếu mà súp hơi thì chúng ta sẽ cắt tần. Sẽ cắt tần, ví dụ như là volume to bé, hoặc là để to để bé cái tần số này. Nếu mà súp hơi thì chúng ta để khoảng 60Hz thôi. Đấy, thì sau đó là tăng cái volume này lên, để cho cái tiếng bass nó được sâu hơn và nó khỏe hơn. Thấy chưa? Đây, bây giờ em sẽ thử cho mọi người cái vang nhại của con này nhá. Đây, như mọi người nhìn, đây là em đang kết nối cái con vang GA999 với cái một cái mic của DB Agotic này và cục đẩy này. Mọi người nghe thử nhá. 1 2 2 2. Đây là cái nút chống hú này mọi người nhá. Đây là cái nút chống hú. Thì nếu mà cái bộ dàn của chúng ta hát không bị hú
thì chúng ta nhả nó ra. Đấy, nhả ra thì là cái tiếng mic bao giờ nó cũng sẽ là tốt nhất. Còn khi mà bấm chống hú thì bao giờ nó cũng bị giảm đi 5-10%. Đấy, nó phụ thuộc vào cái công nghệ của từng con vang. Đấy, nhả ra mà không hú thì nhả, còn nếu mà nó vẫn bị hú thì chúng ta bấm vào, mà bấm vào vẫn hú nữa thì giảm cái chép này đi, giảm hai cái chép này đi nhé. Đấy, cái chép của mic và chép của echo, được chưa? Bây giờ test cho mọi người. Alo, 1 1 1 2 3 4 5 6 lần 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 1 2 lần 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 lần. Mọi người nghe thấy không, cái vang của con này nó rất là dễ hát, cái echo, tiếng echo của nó đảo hai bên rất là đều. Đấy, nó như kiểu stereo á, rất là dễ chịu. Con này chỉnh quá dễ rồi. Vâng, vừa rồi là cái video clip mà shop em giới thiệu cho mọi người con vang cơ Gia 999S. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng hoặc là cần hỗ trợ về kỹ thuật hoặc là lắp đặt, đấy, thì mọi người vui lòng liên hệ tới số hotline em để trên màn hình nhé, là 0777 300 400. Đấy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.